Sống cùng đam mê bóng đá có những màu áo cực chất từ UC, đặt hàng ngay tại ucstore.vn hoặc số điện thoại 089 867 3303. Xin chào hai anh em là bọn thân thương đang theo dõi Cảm Show. Như chúng ta biết là bóng đá cũng chỉ là một cái môn thể thao thôi, và nó giống như bất kỳ môn thể thao nào khác, nó đều có khoa học, cơ chế vật lý cả. Và người ta thậm chí còn có một cái bộ môn nghiên cứu về cái này, người ta gọi là khoa học thể thao. Thế nhưng bên cạnh cái việc tiến bộ khoa học, vẫn còn đó sự tồn tại của những cái thế lực người ta hay gọi là tâm linh ở trong bóng đá. Và với những cái người mà chơi hệ tâm linh, ví dụ như là thủ thành Fabien Barthez, thủ thành cực kỳ nổi tiếng của bóng đá Pháp, và ông chỉ chấp nhận để cho đội trung vệ Laurent Blanc hôn lên đầu của mình thôi, chứ không phải là ai khác, như một cái nụ hôn của sự may mắn. Hay là việc Jack Rulis, anh ta mang một cái đôi giày cũ mềm và nó rách nát rồi, nát bươm luôn, nó bung chỉ, nó sức đế hả mỏ, nhưng mà Jack Rulis vẫn trung thành với đôi giày này, bởi vì anh đã mang nó từ cấp độ trẻ cho đến khi anh nổi tiếng, và anh vẫn không chịu bỏ nó. Và giày mới bao nhiêu thì Jack Rulis vẫn cứ khăng khăng ra sân với một đôi giày cũ và rách bươm như vậy. Và đó là một trong những cái cho thấy sự mê tín của các cầu thủ trong giới bóng đá. Và chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái sự kiện nổi tiếng và thú vị khác nữa, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video hôm nay. Vua bóng đá Pelé là một trong cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, nhưng huyền thoại người Brazil cũng phải trải qua một khoảng thời gian phong độ đi xuống thảm hại vào những năm giữa của thập niên 60. Sau một hồi loay hoay tìm lời giải đáp cho câu hỏi vì sao phong độ của mình đi xuống, Pelé đã đi đến kết luận rằng việc ông tặng chiếc áo đấu may mắn của mình cho một cổ động viên của Santos đã khiến Pelé không thể thi đấu tốt. Cựu danh thủ này ngay lập tức thuê một thám tử để truy tìm tung tích của chiếc áo, và một tuần sau khi cuộc tìm kiếm bắt đầu, chiếc áo cũng đã về lại tay Pelé. Tuy nhiên, những câu chuyện đồn đại trong giang hồ sau đó đều cho rằng vị thám tử này thực chất không tìm ra được chiếc áo đấu, mà ông ta chỉ đơn giản là đưa cho Pelé một chiếc áo mà vua bóng đá mặc ở một trận đấu nào đó. Câu lạc bộ Chelsea. Đội bóng của chủ tịch Abramovich là nhân vật tiếp theo trong danh sách này. Họ đã và đang là một trong những câu lạc bộ thành công nhất nước Anh trong suốt hơn 15 năm trở lại đây. Và cựu trung vệ đội trưởng John Terry đã tiết lộ rằng những việc mê tín của các cầu thủ đã góp một phần không nhỏ vào quãng thành công này. Tôi là một người cực kỳ mê tín, và đối với bản thân tôi, nếu như chúng tôi giành chiến thắng ở một trận đấu, tôi sẽ lại tiếp tục làm điều đó. Mùa giải năm ngoái, như các bạn có thể tưởng tượng, việc ấy diễn ra rất thường xuyên. John Terry trả lời phỏng vấn về báo chí vào năm 2016. Tôi và Frank Lampard đã bắt đầu việc này từ lâu. Trong phòng thay đồ của Chelsea có 3 chỗ để chúng tôi đi đái, nhưng tôi và Frank Lampard chỉ đi đái đúng một chỗ đó. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng, và vào tuần sau, hàng của tôi xếp thành 3 người, bao gồm tôi, Frank Lampard và Ashley Cole. Tuần sau nữa, 3 người trở thành 4 người, và 4 người tuần sau trở thành 5 người, cùng xếp hàng để đợi đi đái đúng một chỗ đó. Vài tháng trước, thư ký của đội đã nói với tôi rằng FA đang phàn nàn về việc chúng tôi ra sân chậm hơn so với dự kiến. Và đương nhiên, làm sao mà tôi có thể giải thích với họ rằng chúng tôi ra sân trễ là vì xếp hàng thay nhau đi xả nỗi buồn. Tiếp theo trong danh sách của chúng ta là Sergio Goycochea. Tiếp tục với câu chuyện đi vệ sinh, cựu thủ môn đội tuyển Argentina Goycochea có một nghi thức đi vệ sinh khác so với các cầu thủ Chelsea. Thay vì chọn cho mình một phòng vệ sinh riêng tư, anh này tiểu thẳng luôn ngay trên sân. Bạn biết đấy, khi mà trận đấu còn chưa kết thúc thì bạn không được đi đâu cả. Và nếu như bạn cần phải giải quyết nỗi buồn, chỉ có nước bạn chơi ngay tại chỗ. Và đó là những gì mà tôi đã làm trước trận đấu với Nam Tư tại tứ kết World Cup 90. Khi trận đấu gần kết thúc, tôi không còn sự lựa chọn nào khác, bởi bản thân đã không thể kìm nén được nữa. Tôi đành phải xả nước cứu thân. Chúng tôi giành chiến thắng khi trận đấu bán kết với Italy với vào loạt penalty. Một lần nữa, tôi lại đi vệ sinh ngay trên sân, và chúng tôi đã giành chiến thắng. Kể từ trận đấu đó trở đi, tôi luôn đi vệ sinh trước mỗi khung thành, ở mỗi loạt sút lần lưu. Nó giống như một thứ bùa chú may mắn đối với tôi. Cựu thủ môn Argentina trả lời phỏng vấn với tờ The Guardian vào năm 2017. Tiếp theo trong danh sách mê tín của chúng ta là Coro Torre. Trong suốt sự nghiệp của mình, trung vệ người bờ biển Nga luôn là cầu thủ cuối cùng bước ra sân đấu. Nhưng điều này đã khiến anh gặp rắc rối trong trận đấu giữa Arsenal và Roma vào năm 2009, khi người đồng đội William Gallas chưa thể quay trở lại sân sau giờ nghỉ giữa giờ do phải điều trị chấn thương. Coro Torre đã không quay trở lại sân cho đến khi Gallas quay lại. Trận đấu sau đó đã tiếp tục mà không có sự góp mặt của cả hai cầu thủ này, và Coro Torre sau đó còn phải nhận thẻ vàng khi vào sân do chưa được sự cho phép từ trọng tài.
Adrian Mutu. Cựu tiền đạo người Romania nổi tiếng là một cầu thủ vướng vào rất nhiều những cuộc tranh cãi, và Adrian Mutu từng giao du với một hội phù thủy ở quê nhà. Đúng như vậy, bạn không nghe nhầm, đây là một bang hội phù thủy. Những vị phù thủy trên đã cảnh báo Mutu rằng sự nghiệp của anh rồi sẽ xuống dốc không phanh bởi anh đã bị nguyền rủa từ cô bạn gái cũ. Nhưng Mutu không hề tỏ ra lo lắng, không thành vấn đề. Những lời nguyền không có tác dụng với tôi bởi vì tôi lộn trái quần xịp ra để mặc mà. Tuy nhiên, hành động này của Mutu, như các bạn đã biết về sự nghiệp của anh chàng, nó đã không đem lại tác dụng. Tiếp theo sẽ là đội tuyển Pháp. Nhắc đến kỳ World Cup 98 diễn ra ở quê nhà, Pháp đã thực hiện một hành động khá dị trước một trận đấu. Đó là trung vệ Laurent Blanc sẽ hôn lên quả đầu trọc lóc của Fabian Barthez, sau đó là cả đội hình Pháp. Kéo theo đó là cả đội hình Pháp. Kết thúc giải đấu, Pháp lên ngôi vô địch sau 20 năm. Khi mà thành tích này một lần nữa được làm lại, Pháp lại một lần nữa có một nghi thức dị trước một trận đấu. Đó là các cầu thủ sẽ lần lượt đến vuốt râu của Adil Rami. Johan Cruyff. Huyền thoại bóng đá người Hà Lan cũng nổi tiếng là một người cực kỳ mê tín. Và trong khoảng thời gian còn chơi cho Ajax, ông vẫn luôn vỗ bụng người đồng đội Gert Bans trước mỗi trận đấu. Nếu như điều đó chưa đủ để làm bạn cảm thấy thú vị, thì câu chuyện tiếp theo đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải há hốc mồm. Sau khi vỗ bụng của thủ thành Gert Bans, Johan Cruyff sẽ đi một mạch về phía khung thành của đối thủ để nhổ viên kẹo cao su đang nhai dở trong miệng. Có một lần, Johan Cruyff đã không thể thực hiện nghi thức này. Đó là trận chung kết cúp C1 châu Âu vào năm 1969, Ajax đối đầu với AC Milan. Johan Cruyff đã quên mất viên kẹo cao su của ông và trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-1 dành cho đại diện Italia. Nếu như Johan Cruyff không quên viên kẹo cao su đang nhai trong mồm, Ajax có thể đã mang về phòng truyền thống câu lạc bộ của mình thêm một chiếc vô địch châu Âu nữa phải không nào? Dom Dravy. Những hành động mê tín của vị huấn luyện viên huyền thoại câu lạc bộ Leeds United thậm chí có thể được dựng thành một bộ phim tài liệu. Ông tin rằng hình ảnh của một chú chim sẽ mang lại điểm gỡ. Ông mặc một bộ suit làm từ lông cừu vì tin rằng bộ đồ sẽ mang lại may mắn. Ngay cả chiếc quần được thiết kế theo kiểu xuyên thấu tới mức các cầu thủ có thể nhìn xuyên qua thấy quần xịp của ông. Don Revy chỉ di chuyển trên đúng một cung đường duy nhất để đến sân vận động Ellen Road vào những ngày của trận đấu diễn ra. Thậm chí khi mà quên đồ, ông cũng không thèm quay về nhà lấy bởi nó sẽ phá hỏng cung đường này của ông. Mọi chuyện trở nên lố bịch đến mức Don Revy từng mời một pháp sư đi găng đến sân Ellen Road để loại bỏ bùa chú mà ông tin là được trấn yểm tại sân đấu này với mục đích ngăn chặn Leeds United giành chiến thắng. Romeo Anconetani. Anconetani là chủ tịch đội bóng địa phương Pisa khi câu lạc bộ này thăng từ hạng Serie B lên Serie A vào năm 1982. Và mặc dù đã lên chơi tại giải đấu cao nhất hình chiếc ủng, Romeo Anconetani vẫn không ngừng ném muối lên sân vận động Arena Garibaldi trước một trận đấu sân nhà, bởi ông tin rằng việc rắc muối cũng sẽ gieo rắc may mắn cho cả đội bóng. Trước trận đấu quan trọng với đại kinh địch Cesena vào năm 1990, Anconetani được cho là đã rải tổng cộng 26 ký muối lên sân và đội bóng của ông giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. Manvin Camara. Có lẽ các bạn đã quá quen với hình ảnh hầu hết cầu thủ bước xuống xe bus đều có sẵn một thiết bị nghe nhạc trên người. Nhưng đối với cựu cầu thủ Manvin Camara của MK Dons, đội bóng đã từng đánh bại Manchester United tại FA Cup, anh lại có một thói quen hoàn toàn khác. Camara sẽ dành hơn một tiếng đồng hồ trước một trận đấu để thưởng thức bộ phim đã ra đời từ năm 1971, đó là Willy Wonka và nhà máy sản xuất Sô-cô-la. Tôi buộc phải xem bộ phim đó trước một trận đấu vì nó giúp tôi lấy lại sự bình tĩnh. Đó là bộ phim mà tôi rất yêu thích từ khi tôi còn nhỏ. Nó giúp tôi cảm thấy đỡ căng thẳng và mang lại cho tôi may mắn. Cứ mỗi trận đấu là tôi mỗi xem phim. Tính ra đến lúc này, tôi đã xem bộ phim đó trên 100 lần. Camara trở lại phỏng vấn vào năm 2009. Massimo Salino. Một nhân vật khác cũng liên quan đến câu lạc bộ Leeds United, đó là vị cựu chủ tịch Salino, người có một niềm tin mãnh liệt với cầu số 17 và ông đã cho giải nghệ vĩnh viễn chiếc áo này tại sân Ellen Road. Ở câu lạc bộ cũ của ông là Cagliari, Salino cũng đã thay đổi số ghế 16B thay vì 17. Ông cũng giống như nhiều người Italia khác khi tin rằng màu tím thực sẽ mang đến những điều xui xẻo, và ông đã khuyến khích các cổ động viên đội nhà sử dụng màu này lên đối thủ mỗi khi có thể. Vừa rồi là danh sách 11 hành động mê tín trong thế giới bóng đá mà Cảm đã tổng hợp lại. Các bạn ấn tượng với hành động mê tín nào nhất? Hãy để lại comment bên dưới video. Và các bạn còn biết thêm ai mê tín hay không, cũng đừng quên chia sẻ với mọi người được biết. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.